Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mầm Vlog xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là hạt giống ngô trắng nhé, hay còn gọi là ngô lép. Thì cái giống ngô này nó là ngô ngắn ngày, nó được sống được rất trên rất là nhiều loại đất. Các bạn có thể trồng rất là nhiều loại đất mà nó không kén đất. Thế tuy nhiên thì nên phát triển tốt nhất ở những loại đất thịt hay là đất pha cát, tơi xốp, dầu chất hữu cơ, thoáng và giữ ẩm tốt đó. Thế tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng ngô bằng hạt nhé. Được khoảng tầm 20 hạt các bạn ạ. Đây, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một bát nước ấm như thế này. Chúng ta sẽ ngâm nước. Ngâm trong nước sạch khoảng tầm 8 cho đến 10 tiếng. Đó, thì trong cái quá trình ngâm này thì cái hạt của chúng ta nó đã hút no đủ nước rồi. Và chúng ta mang ra ngâm ủ nữa độ khoảng tầm vài ngày thôi là hạt của chúng ta nó bắt đầu nhú mầm ra và chúng ta sẽ mang ra gieo trồng ở ngoài đất được. Thế thì cái hạt giống ngô này thì cũng như là những loại hạt ngô khác thì là nó cũng là một loại thực phẩm, cây trồng nó cũng rất là dễ trồng thôi. Đó, thế thì các bạn chỉ lưu ý là về cái vấn đề về chất dinh dưỡng. Thì là khi mà cây của chúng ta bắt đầu ra trổ bông ấy, tức là lúc đó là bắt đầu cây ngô của chúng ta ra những cái bắp non, thì lúc đó các bạn sẽ cần chú ý đến bón phân cho cây. Đó, lúc đó là lúc rất là cần chất, nhiều chất dinh dưỡng để cây sẽ nuôi thân, không những nuôi thân mà còn nuôi cả cái bắp của nó nữa. Đó. Thế sau khi mà các bạn đã ngâm được 8 đến 10 tiếng rồi thì các bạn sẽ rửa sạch cái hạt ngô này đi và chúng ta sẽ ủ trong khăn ẩm. Thế khăn ẩm ở đây thì các bạn có thể sử dụng bằng những khăn gì? Ví dụ như là khăn ướt của trẻ em này. Đây, thì đây tôi sử dụng bằng khăn ướt của trẻ em. Hoặc không thì các bạn có thể sử dụng bằng cái khăn xô. Đó, thì chúng ta cũng làm ướt cái khăn xô nó đi và chúng ta sẽ vắt sạch nước đi. Chúng ta chỉ để lại ẩm thôi. Thế thì sau khi mà các bạn đã ngâm được xong rồi thì chúng ta sẽ cho hạt vào đây và chúng ta ủ. Ủ thì khi mà hạt nó đã hút non nước rồi thì các bạn ủ nó cũng rất là nhanh, dễ nứt nhanh thôi. Đó, khoảng tầm vài ngày sau, 3 đến 5 ngày thì đó thì là hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm. Đây, thì khi mà các bạn ủ thế này này thì các bạn sẽ cho vào trong cái túi ni lông hoặc là các bạn sẽ cho vào trong cái nọ nhựa và chúng ta sẽ đựng cái hạt của chúng ta. Đây, các bạn cho vào trong cái nọ nhựa như thế này. Cái khay nhựa như thế này, chúng ta sẽ đậy lại. Đó. Chúng ta sẽ đậy lại. Các bạn đậy lại và trong cái quá trình ủ thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ rửa ra và chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái độ ẩm trong khăn này nó còn không. Nếu nó khô thì các bạn sẽ xịt nước vào đây để cho lúc nào khăn của chúng ta nó cũng có cái độ ẩm thì cái hạt chúng ta nó sẽ lướt nhanh và lẩy mầm rất là nhanh. Đó. Thế sau khi mà hạt của chúng ta lướt nhanh lẩy mầm rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi phần đất ở đây. Đây, thì như tôi đã nói ban đầu là đất phải là giàu chất dinh dưỡng và đất là đất hữu cơ. Nếu như nhà bạn nào mà không có đất thì chúng ta sẽ ra ngoài cửa hàng cây cảnh thì chúng ta sẽ mua loại đất sạch của hữu cơ hoặc là đất chipat. Đó, thì người ta, các bạn muốn mua loại đất nào thì người ta sẽ có những loại đất đó, người ta bán cho các bạn. Thế sau khi mà về các bạn đã sử dụng đất như thế này rồi thì chúng ta sẽ làm hố nhé. Đây, chúng ta sẽ đào hốc như thế này và chúng ta sẽ cho cái hạt. Mỗi một cái hạt này thì các bạn sẽ để sâu độ khoảng tầm 0,5 cho đến 1 cm. Thì đây, các bạn nên nhớ là khi hạt nảy mầm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần mầm nó trồi lên trên để cái mầm của chúng ta nó sẽ hướng lên trên. Đó. Mỗi một hốc này các bạn có thể cho 1 đến 2 hạt. Và khi mà cây trưởng thành rồi thì các bạn có thể lúc này có thể sẽ tỉa bớt cây đi. Thì sau khi mà các bạn lấp đất lên trên chốc rồi thì các bạn sẽ dùng bằng cái bình xịt phun sương hoặc là một cái vòi hoa sen nhẹ thôi, các bạn sẽ tưới vào đây thì cái lượng cái tia nước ở những cái mà chúng ta sử dụng, cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng nó bắn ra nó không quá mạnh, chúng ta vẫn làm đủ ẩm cho đất. Thế sau khi mà các bạn tưới ẩm rồi
Sau khi các bạn tưới ẩm đất rồi và chúng ta sẽ cho cái hạt này, khay hạt này vào trong chỗ râm mát, thì độ khoảng tầm 5 đến 7 ngày sau thì hạt của chúng ta nó bắt đầu lên cây con. Đó. Thế thì cái cây con ở đây thì các bạn nên nhớ là độ khoảng tầm được 3 đến 4 lá. Khi mà là cái cây ngô non ý, nên được 3 đến 4 lá thì các bạn có thể chuyển cây ngô này của chúng ta ra ngoài chỗ trồng, là chậu hay là vườn hay là ngoài phần đất mà chúng ta cố định để trồng, để sau này khi cây lớn lên và cho ra bắp. Khoảng cách giữa hàng với nhau thì các bạn có thể là từ 60 cho đến 100 cm, và cây với cây, tức là hàng trên hàng dưới, thì là 20 cho đến 40 cm, hoặc là các bạn có thể tùy theo cái đặc tính đặc thù của cái chỗ trồng nhà mình. Thế sau khi mà trồng xong, sau khi mà các bạn đào hố để trồng cái cây con xuống ấy, thì các bạn cũng lấp đất mỏng khoảng tầm 2 đến 3 cm. Nếu mà các bạn mà trồng vào mùa khô ấy, thì lên tưới nước để cho cây của chúng ta nó nhanh mọc mầm. Bởi vì bắp ngô này cũng là cái cây ngô của chúng ta nó cũng là một cây khá ưa nước, thế cho nên là các bạn phải thường xuyên là tưới đều nước cho cây. Cái quá trình trồng thì cái bón phân thì các bạn sẽ chia thành 3 đợt cho cây ngô lép. Cái đợt đầu tiên là bón sau khi là trồng được cây 10 ngày, tức là khi mà các bạn chuyển cây sang chỗ mới, chỗ trồng mới được 10 ngày thì là các bạn sẽ bón. Cái đợt thứ hai các bạn sẽ bón là cứ 10 ngày chúng ta sẽ bón một lần. Đợt thứ ba là sau 30 ngày gieo trồng thì các bạn có thể bón phân ure, kali hoặc là phân hữu cơ. Thế nếu mà các bạn bón cái phân ure hoặc là kali thì các bạn phải hòa với nước và chúng ta sẽ tưới xung quanh, dùng cái cuốc lấp kín những cái phân đó đi để tránh bị cháy lá. Đó. Thế ngoài việc bón phân thì các bạn phải kết hợp làm cỏ và vun sới gốc cho cây bắp của chúng ta. Thông thường thì bắp nếp sẽ cho thu hoạch khoảng tầm 60 cho đến 65 ngày sau khi trồng, tức là các bạn sẽ thu hoạch được khoảng tầm hơn 2 tháng thì các bạn sẽ thu hoạch được cái ngô lép. Thế nhưng với cái điều kiện là các bạn phải trồng, chăm sóc theo đúng quy trình, theo đúng cái phương pháp của trồng ngô lép thì các bạn sẽ thu hoạch được những cái bắp ngô đầu tiên. Đó. Tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cách trồng ngô lép bằng hạt là như vậy. Thì tôi cũng mong qua video này các bạn có thể trồng cho nhà mình được những cây ngô phục vụ cho gia đình nhà chúng ta. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.